chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Lỗ Béo Studio. Như đã thông báo trên tab cộng đồng thì đợt vừa rồi Lỗ có bận chuyển nhà, chuyển cửa hàng và chuyển cả studio luôn, nên là có tạm ngưng ra video tầm 1 tháng. Rất mong mọi người thông cảm giúp Lỗ nhé. Để tiết kiệm chi phí và đảm bảo việc vẽ, quay video không bị ảnh hưởng bởi giãn cách hay là dịch bệnh thì Lỗ đã quyết định là chuyển nhà mới cũng như chuyển studio về nhà luôn cho tiện. Không biết mọi người có vậy không, nhưng Lỗ thấy trong quá trình chuyển và dọn nhà thì chúng ta sẽ thất lạc, kha khá đồ linh tinh và cũng sẽ tìm được một số thứ rất thú vị đã mất tích từ rất rất lâu rồi. Điển hình là bộ màu Leningrad này đây mọi người ạ. Đây là bộ màu nước đầu tiên mà Lỗ sở hữu, sau đó thì được truyền lại cho Jumel. Tính đến nay thì chắc là cũng tầm 12-13 năm rồi mọi người ạ. Tình trạng bên ngoài của bộ màu khá là bụi và bẩn, các chốt kim loại đã han rỉ và đổi màu rồi. Mọi người hãy cùng Lỗ kiểm tra tình trạng màu bên trong nhé. Rất may là không có pen màu nào bị mốc cả. Các pen màu đang bị chảy keo khá là nham nhở. Có một số pen màu bị đổi màu và kết vào một cách khá bất thường. Thường thì với các màu của hãng White Knight, nếu mà chúng ta không bảo quản cẩn thận thì rất là dễ mốc, đặc biệt trong khoảng thời gian dài. Còn một số trường hợp bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát và đảm bảo nước trên pen màu không bị đọng quá nhiều thì sẽ không cần lo lắng quá về vấn đề này. Đầu tiên Lỗ sẽ xử lý vỏ hộp bằng giấy ướt trước. U là trời, quá là bẩn luôn. Sau đó thì mình sẽ dùng giấy khô lau lại một lượt nữa. Các chỗ xước và lõm vào do va đập khá là khó để phục hồi lại, thế nên là Lỗ sẽ cố gắng lau thật sạch vỏ hộp thôi. Đoạn này thì mình dùng thử dung môi tẩy để lau và đánh bóng lại chốt cài, nhưng mà có vẻ là không khả quan lắm. Nếu bạn nào có phương pháp đánh bóng hiệu quả thì giới thiệu giúp Lỗ với nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhấc màu ra trước. Do khi cho pen màu vào hộp xong thì vẫn còn dư ra một chút, nên là hồi xưa Lỗ và Jumel đã chế thêm khay bằng giấy để các pen màu hạn chế xô lệch khi di chuyển. Màu và keo dính lên nắp nhiều quá mọi người ạ. Thường thì những cái mảng màu dính trên nắp lâu như vậy khá là khó sử dụng, nên là Lỗ sẽ dùng giấy ướt lau sạch hết luôn. Với lượng màu như vậy, chúng ta để dưới vòi nước, sau đó chà bằng cọ sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, vỏ hộp đựng màu Leningrad được dán giấy giả vân gỗ nên là sẽ dễ bị bong chóc khi mà rửa như vậy. Do đó mọi người hạn chế rửa bằng vòi nước mà chỉ nên dùng với khăn ẩm thôi nhé. Bước thứ hai là công đoạn rửa màu. Mọi người không nghe nhầm đâu, rửa màu trực tiếp trên nước luôn mọi người ạ. Cách này thì mình có xem được của một chị YouTuber nước ngoài khi mà phục hồi những bộ màu cũ hoặc là quá bẩn. Góc rửa màu hơi khó nhìn một chút, mong mọi người thông cảm nha. Lỗ loay hoay mãi thì mới set up được cái góc quay rõ rõ một xíu. Để rửa màu thì chúng ta cần chuẩn bị một cây cọ vuông hoặc là cọ lưỡi mèo, sau đó rửa trực tiếp dưới vòi nước nhẹ như thế này. Pen màu vàng này thì bị đổi màu khá là nhiều. Lỗ cũng không rõ là do nguyên nhân nào mà màu kiểu có một lớp keo lại như là đất sét và không thấm nước luôn mọi người ạ. Sau khi chà mạnh tay hơn và cạo lớp màu bị sét lại thì cuối cùng là pigment cũng hoạt động trở lại một chút. Nhưng mà dựa vào màu nước thì có vẻ màu sẽ hơi nhạt và khó lấy màu. Hai tông cam tiếp theo trong bộ màu thì khá là dễ vệ sinh, chúng ta chỉ cần để dưới vòi nước lấy cọ chà đi là được. Lại thêm một tông nâu cũng gặp tình trạng bị sét tương tự mọi người ạ. Pen này còn thảm hơn cả pen trước nữa. Do đã có kinh nghiệm từ pen trước nên là lần này Lỗ dùng đuôi cọ chà trực tiếp cho nhanh. Tông hồng này được sử dụng khá là nhiều nên là nhìn thấy đáy luôn. Bây giờ thì Lỗ mới biết là đáy pen màu của Leningrad có kẻ sọc caro mọi người ạ. Tiếp đến là một pen màu tím. Pen này thì màu tối quá nên Lỗ cũng không rõ có bị sét ở mảng nào không, bởi vì khi đưa màu dưới nước thì pigment vẫn hoạt động. Tuy nhiên trông không được đậm đặc như là pen mới cho lắm. Tông xanh này thì mình không hay sử dụng lắm nên là rửa xong nhìn còn đầy như mới luôn. Thêm một tông nâu nữa bị sét. Lỗ để ý thấy là đa phần hiện tượng này xuất hiện ở các tông vàng đất. Nâu có thể là do thành phần của các tông này có chất gì đó khác với các tông khác để giữ màu thì phải. Pen này bị nặng quá, Lỗ phải dùng tăm để cạo mới hết.
Lỗ sẽ tiếp tục rửa các phen màu còn lại và đặt tạm vào khay để xíu nữa lau thêm một lần nữa. Mặc dù là cách rửa màu này nhìn có hơi đau lòng một chút nhưng mà mình thấy rất là hiệu quả để phục hồi những bộ màu phen màu lâu ngày hoặc là những bộ màu phen màu bị bẩn nặng. Để tiết kiệm màu hơn, mọi người nên rửa ở mức xả vừa phải thôi nhé. Tốc độ nước càng nhanh càng mạnh thì màu sẽ càng hao nhiều hơn. Sau khi rửa xong, mọi người nên lau khô xung quanh phen nhựa và chờ cho nước trên phen màu khô hết mới đóng nắp để tránh màu bị ẩm và mốc nhé. Sau 50 phút rửa màu nhiệt tình thì các phen màu nhìn cũng khá là sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Bây giờ chúng ta cùng xếp vào hộp thôi. Chúng ta hãy cùng xem thành quả nhé. Các bạn có nhận ra bộ màu ban đầu nữa không nào? Về ngoại hình thì nhìn cũng ổn ổn rồi đấy, nhưng mà không biết là chất lượng ra sao. Không để mọi người đợi lâu nữa, các bạn hãy cùng Lỗ qua chuyên mục được mong chờ nhất, đó chính là trải nghiệm bộ màu 12 năm tuổi này nhé. Như mọi lần thì Lỗ đã kể trước một bảng test màu trên sổ Nabio Qua Phát phiên bản độc quyền của Lỗ Béo trước rồi. Hai tông màu vàng này vẫn lên màu đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn mọi người ạ. Có thể là do công đoạn phục hồi tóc hư tổn, phục hồi màu hư tổn nên là màu lên vẫn rất là đậm đà và mịn màng. Các tông màu khác lên giấy cũng mượt hơn so với Lỗ nghĩ. Đặc biệt là mấy tông màu nhạt và dễ bị keo ở các bộ mới thì ở bộ này không hề bị keo luôn. Lỗ cũng không rõ là sau 12 năm liệu công thức làm màu rồi chất lượng của nguyên liệu hay là pigment của hãng có thay đổi hay không. Nhưng chất màu của bộ này cảm giác mềm và mịn hơn 3 bộ White Night, Ladoga và Sonnet lần trước mà Lỗ review khá là nhiều đấy. Chắc là mọi người xem Lỗ làm bảng màu cũng đã nhận ra sự khác biệt này rồi. Dành cho bạn nào chưa biết thì màu White Night, Ladoga hay là Leningrad về cơ bản đều là một loại màu với mã vạch, đóng gói từng pen giống nhau, chỉ là ở các bộ tên gọi khác nhau thì sẽ có các bảng màu khác biệt mà thôi. Về sự khác biệt này, Lỗ đang nghĩ đến trường hợp là có khi nào các bộ màu Lỗ đã test đa phần đều là các bộ mới hoặc là đã dùng 1-2 lần. Đặc tính màu của hãng thường có một lớp keo giữ ẩm nên là với các bộ màu mới dùng cảm giác sẽ hơi keo. Khi nào dùng hết lớp màu đó, chúng ta sẽ được chất màu giống như bộ Lỗ mới phục hồi này. Để hôm nào mà có thời gian thì Lỗ sẽ thử rửa một bộ màu mới và so sánh chất lượng để xem là cái suy đoán này có chính xác không nhé. Các tông tối màu thì có lên màu nhạt hơn một chút. Càng về ba mã cuối thì chất màu hơi nổi cạn, đặc biệt là các tông nâu. Màu sử dụng với hai kỹ thuật wet on dry và wet on wet cũng khá là tốt. Lỗ cũng đã đi nét trước một bức tranh để trải nghiệm màu được kỹ hơn. Tranh này thì Lỗ sử dụng bút đi nét màu dark brown size 0.1 và 0.3 trên giấy Artist 300 USM. Khác với tông nâu sepia thì bút đi nét của Mavi chỉ có màu nâu tối như này mà thôi. Nếu mà chúng ta để hai nét lên nhau thì màu nâu sẽ ngả về đen nhiều hơn nên là mọi người chú ý khi sử dụng nhé. Ôi, một tháng rồi mới được sờ vào màu nước, cảm giác khó tả quá mọi người ạ. Trước khi mà quay video hay vẽ màu nước thì Lỗ thường dọn dẹp bàn quay này rồi phòng quay gọn gàng ngăn nắp để quay được thoải mái hơn. Cơ mà hiện tại trong lúc quay video này xung quanh Lỗ là một bãi chiến trường luôn mọi người ạ. Thôi, quay lên video xong rồi dọn tiếp vậy. Mình sẽ tô cách luôn các khoảng trắng trên quả táo để tạo hiệu ứng nắng được chân thực hơn. Tranh này bố cục Lỗ lấy cảm hứng từ cách chia khung của truyện tranh. Một số quả táo sẽ có cảm giác rơi ra khỏi khung hình sang một thế giới khác ấy. Lỗ thấy là cái cách sắp xếp này khá là thú vị và có thể ứng dụng khi sắp xếp nhiều tranh nhỏ với nhau. Makes it all worthwhile. Got this place.
Sâu hơn được khá khá thời gian thì Lộ có thể kết luận lại là bạn Leningrad 13 năm tuổi này sau khi phục hồi lại có thể dùng như mới luôn mọi người ạ. Mình không rõ là có thể áp dụng được với toàn bộ các hãng màu, loại màu hay không, nhưng mà mình nghĩ là sẽ dễ áp dụng với các dòng màu hạng học sinh chuyên nghiệp cỡ superior trở lên thì không thành vấn đề gì. Khi nào có điều kiện test các bộ màu cũ hơn, Lỗ sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Nếu mọi người có bộ màu nào để lâu rồi, nếu mà có chảy keo, mốc, hư hỏng thì đừng vội vứt đi mà hãy thử cách giống Lỗ trước xem sao nhé. Nếu mà sau khi phục hồi lại mà chất lượng màu xuống cấp nghiêm trọng không thể sử dụng được nữa thì thôi, đành buông tay. Còn nếu không thì sẽ rất là uổng ý. Và video đến đây thì cũng đã dài rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video này. Các sản phẩm Lỗ dùng trong video đều được bán tại Họa Cụ Lỗ Store, 150 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, cũng như website lỗstore.vn nhé. Đừng quên comment, like, share video và subscribe channel để không bỏ lỡ video nào của Lỗ ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!